chơi với nhau ấy, các bạn nhìn thấy thằng này bẩn tính, thằng này xấu tính ấy, thằng này nó có những cái điểm xấu trên cơ thể ấy, thì dễ hơn là việc các bạn phát hiện ra được tính tốt của nó, cái điểm tốt trên cơ thể của nó. Các bạn đi làm ở một công ty sẽ thấy rất nhiều các bạn nhân viên ấy, công ty này không tốt, công ty kia không tốt, công ty thế này, công ty thế nọ, thằng sếp thế này, thằng sếp thế kia. Vì bản chất ấy, tất cả những cái xấu ấy thì ai cũng nói được, ai cũng chỉ ra được thôi. Những cái bất cập ai cũng nói được. Nếu như bạn chỉ tập trung vào những cái xấu, những cái yếu đuối, những cái mà khiến các bạn cảm thấy lo lắng ấy, thì làm sao các bạn khá được? Tại sao các bạn không nghĩ theo hướng là cái xấu nó như vậy thì giải pháp nó như nào? Tôi gọi nó là tư duy giải pháp. Tôi lấy ví dụ như này, các bạn bảo dịch này mà mở thì chết, đấy là tư duy bạn kém thôi. Các bạn phủi đi những cái cơ hội. Nếu không có dịch bệnh thì không bao giờ bạn có cơ hội để tiếp cận khách hàng online dễ như bây giờ, xây dựng thương hiệu cá nhân online dễ như bây giờ. Vì sao mà TikTok bây giờ ấy nó lên online nhiều như vậy? Bởi vì tất cả mọi người đang rảnh mà. Nếu như không có dịch bệnh thì làm sao một cái mặt bằng 114 triệu mà thuê được có 52, 53 triệu? Nếu không có dịch bệnh làm sao bạn biết được chủ nhà bạn tốt đến mức độ miễn phí tiền nhà không ạ? Đúng không ạ?